Mico Hương Xưa hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Tinh 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 tan tan tan, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trời nó trôi bềnh bồng. Đi tới Tokyo, mình xách tay chiếc dù, mặc áo kimono. Tokyo, Tokyo, dù là dù với kimono. Yeah. Đó là bài Chiếc Thuyền Ngang đúng không? Yeah. Và biết tại sao Kyle lại hát cái bài này không? Cho cũng không biết là tại sao mà ngày hôm nay anh Kyle lại chọn một cái bài hát mà lại kêu Ngọc Châu đến đây rồi lại phải hát cái bài này nữa. Em nghĩ rằng là chắc là với cái những cái chương trình đặc biệt mà anh Kyle thường hay giới thiệu cho khán giả của Việt Nam á, là sẽ đi giới thiệu những cái điểm văn hóa đúng không nào? Đúng rồi, chắc chắn. Và trong chương trình Mỹ Vị 24 ngày hôm nay là Kyle sẽ dắt Ngọc Châu đến một cái nơi rất là đẹp, đó chính là Nhật Bản. Wow. Và nơi đây có rất là nhiều những điều đặc biệt. Như thế nào Ngọc Châu có biết không? Thật sự thì khi mà nhắc đến Nhật Bản á, thì đây là một trong những quốc gia mà Ngọc Châu rất là yêu mến. Thường thì trong những cái chuyến bay mà từ Mỹ về Việt Nam hay là từ Việt Nam mà sang Mỹ đó, thì em lại hay thường chọn những chuyến bay mà transit ở tại Nhật Bản. Tại vì em có một cái thói quen là em thích đến sân bay của một quốc gia nào đó và em khám phá ẩm thực nè, khám phá văn hóa nè. Và ít nhất là nếu mà có những cái chuyến bay mà transit hơi lâu á, là em đi thẳng vào quốc gia đó và em sẽ đi du lịch luôn. Và đó chính là lý do tại sao Kyle lại mời Ngọc Châu đến đây ngày hôm nay. Tại vì hôm nay mình sẽ làm ra một cái bánh rất là ngon gắn liền với Nhật Bản. Đó là bánh mochi, là có bao giờ nghe không? Bánh mochi thì thôi khỏi nói, cái món này là em mê lắm luôn á anh. Mỗi lần em xuống sân bay Nhật Bản là em phải đi vào em mua. Nhưng mà đặc điểm của cái bánh này là mình ăn á, là mình phải ăn liền. Và nhất là phải bỏ vào tủ lạnh, đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Và hôm nay mình sẽ làm bánh mochi. Nhưng mà có điều là Kyle không biết nấu. Và như vậy là sao? Anh mời em đến bếp cái rồi anh nói anh không biết nấu. Không, tại vì kiểu như là mình nghĩ là một người khoái những cái bánh của Nhật Bản thì chắc chắn là em sẽ biết làm đúng không? Dạ không, em ham ăn thôi là chính, chứ còn em làm thì chắc em cũng không làm được. À. Rồi giờ sao ta? Chết rồi sao? Hay là giờ mình order tao mang đến luôn. Thôi không sao. Bây giờ mình có một cái phương pháp rất là hiệu quả, đó chính là bột trong sản Miko Hương Xưa cũng có một cái loại bánh mochi dễ làm, chỉ cần lật cái bao bì qua và đọc cái công thức là có ngay những cái mẻ bánh mochi rất là ngon, thơm. Nhưng mà trước khi mình đến với cái phần làm á, mình sẽ xem một cái video clip ngắn sau đây để mà tìm hiểu thêm về một cái món ăn gắn liền với người Nhật Bản. Nhật Bản nổi tiếng với nền ẩm thực khéo léo, tinh tế, hương vị món ăn thanh tao, nhẹ nhàng. Nếu bạn là một tín đồ của ẩm thực Nhật Bản thì chắc chắn biết đến nguyên liệu trà xanh đặc trưng của đất nước này, được dùng trong rất nhiều món ăn. Và trong đó, món bánh mochi Nhật Bản vị trà xanh là món ăn được nhiều người yêu thích. Bánh mochi thường được làm với bột nếp, được tạo ra từ loại gạo nếp thơm ngon, được người Nhật tuyển chọn kỹ lưỡng. Đối với bánh mochi trà xanh, bên trong lớp vỏ bánh hấp dẫn ấy còn ẩn chứa một bất ngờ khiến người ăn không thể không trầm trồ khen ngợi. Về hình thức, có thể nói bánh mochi trà xanh không hề khác với các loại bánh mochi kem tươi hay mochi đậu đỏ. Nhưng bên trong nhân bánh lại là một phần nhân trà xanh cực kỳ bắt mắt và dễ ăn. Với sự biến tấu này, bánh mochi không chỉ trở nên thơm ngon, hấp dẫn mới lạ hơn, mà còn khiến người làm bánh có thể dễ dàng hơn trong khâu chế biến. Nhưng mà anh Khai ơi, em mới xem cái clip này xong á, thì em mới sực nhớ ra là khi mà em ăn cái bánh mochi á, thì nó có một cái đặc điểm, đó là cái vỏ bánh ở bên ngoài, nó hơi dai dai. Nhưng mà nó dẻo nhẹ thôi, chứ là không có bị quá cứng giống như là bánh dày của Việt Nam mình. Đúng rồi. Nhưng mà ở bên trong cái nhân thì có đôi khi nó là nhân đậu nè, nhân khoai môn nè, nhân trà xanh nè. Và đôi khi nó cũng có nhân luôn, là nhân kem ở trong luôn anh, kem lạnh luôn á. Như vậy thì em nghĩ là làm cái bánh này nó phải khó lắm á. Nói chung là không có việc gì khó khi có Miko Hương Xưa kế bên. Không biết là Ngọc Châu có thể lấy cái bọc cho Kyle được không? Wow, cái này là lần đầu tiên em thấy luôn á. Tại vì bột Miko thì em ăn hay nhiều lắm, nhưng mà em hay thường là mua bột Miko về em làm bánh xèo là chính hả? Oh yeah, yeah. Bây giờ hôm nay là mua thêm cái này về là bảo đảm rất là dễ làm và rất là nhanh. Thì bây giờ Kyle với Ngọc Châu sẽ vô bếp và cùng thực hiện món này nha. Yeah, cái này là em đang rất là háo hức luôn á. Nguyên liệu làm bánh mochi nhân trà xanh gồm có vỏ bánh mochi Nhật Bản, bột bánh mochi Nhật Bản 200g, cho thêm nước lọc 170g, dầu ăn 10g, một muỗng ăn canh, bột trà xanh
5 muỗng cà phê dùng để trang trí. Bột năng Miko hương xưa, 5 muỗng cà phê dùng để trang trí. Nhân trà xanh công ty Vikibomi, nhân trà xanh vo tròn thành viên, khoảng 25-35 gram. Cách làm: bước 1, cho bột bánh mochi Nhật Bản, nước và dầu ăn vào son, chảo, chống dính, khuấy cho tan đều. Bước 2, đặt son, chảo, chống dính lên trên bếp, khuấy đều với lửa vừa cho đến khi thấy khối bột sánh lại, đặc, dẻo và không dính tay. Bước 3, chia khối bột ra thành từng phiên, khoảng 30-40 gram, tùy sở thích làm bánh lớn hay nhỏ. Cho nhân bánh khoảng 25-30 gram vào giữa bột rồi vo tròn. Bước 4, để nhân bánh hấp dẫn hơn, có thể lăn bánh qua bột áo, bột năng và rắc một ít bột trà xanh lên bề mặt bánh, sau đó bảo quản trong tủ lạnh. Châu thấy dễ chưa? Em thấy là hiện nay là rất là đơn giản, là tại vì nhờ có cái bột Miko để làm sẵn hết rồi. Chính xác. Cho nên là bây giờ mình cứ dựa theo đúng cái công thức đó là em nghĩ là về nhà em có thể làm được rồi đó. Nhưng mà có điều là nhìn nó đẹp, nhưng mà quan trọng là gì, là nó có ngon hay không. Thì bây giờ là xin mời Ngọc Châu và mình sẽ thưởng thức nha. Dạ rồi, dạ, em sẽ lấy cho anh luôn nha. Ok. Em đang sợ là nó sẽ hư cái bánh của mình. Rồi. Em thấy đẹp quá, em không nỡ ăn luôn á anh Theo ơi. Bây giờ ăn thử trước đi nha. Dạ, rồi em sẽ thưởng thức thử nha. Rất là ngon luôn. Cái vỏ bánh á, nó vừa mềm, dẻo dẻo, dai dai, nhưng mà nó không có quá cứng giống như là cái bánh dày của mình. Đúng rồi. Tại vì cái đặc trưng bánh dày Việt Nam á, là khi mà ăn là thường là phải bóp và kéo ra. Nhưng mà cái bánh này mình nhai, mình thấy được cái vị ngọt của cái bột nè. Và cái nhân trà xanh nó ngọt rất là vừa phải luôn. Đúng rồi, đó là chính là cái bột nếp nó làm cho cái bánh này nó trở nên rất là đặc trưng Nhật Bản. Mà em nghĩ là nó sẽ có một cái ưu điểm nữa, đó là nếu mà để trong tủ lạnh nó sẽ không có bị cứng. Cái đó là cái mà chắc chắn rằng là cái bánh mochi là nó phải đạt được cái yếu tố đó. Tại vì một số loại nếp mà nếu mà mình bỏ vào trong tủ lạnh nó sẽ bị cứng mà nó chai cái bánh lắm. Nhưng mà em nghĩ là cái bột này sẽ không bị. Đúng rồi, chính xác. Với chương trình Mỹ vị 24 thì luôn luôn có những cái điều bất ngờ xảy ra, những món ăn phải nói là vô cùng đặc trưng từng vùng miền, từng quốc gia trên toàn cầu. Và ngày hôm nay Kayo cảm thấy rất là vui khi được đồng hành với một ca sĩ rất là dễ thương và điển trai, đó là ca sĩ Ngọc Châu, một người Mỹ không phải chính hiệu như Kayo, nhưng mà cũng là một người đã từng sinh sống và làm việc ở Mỹ một khoảng thời gian rất dài. Và nói chung là Kayo cảm thấy rất là vui được đồng hành cùng Ngọc Châu ngày hôm nay. Và xin cảm ơn nhãn hàng bột trầm sản Miko hương xưa đã cùng đồng hành với chương trình, đã đem đến cho chúng ta một hương vị Nhật Bản vô cùng đậm chất. Và xin hẹn quý vị lần sau trong chương trình Mỹ vị 24 nha. Còn bây giờ thì Ngọc Châu cũng rất là cảm ơn anh Khai Ô Giót đã dành thời gian để cho em vào bếp để cùng học hỏi một cái món bánh mà em rất là yêu thích từ Nhật Bản. Sẵn đây thì thôi em sẽ có một cái từ tiếng Nhật mà em đã học được. Em sẽ gửi lời cảm ơn đến anh và cũng như là cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của mình. Arigato. Arigato. Xin hẹn quý vị lần sau trong chương trình Mỹ Việt 24 nha. Và bây giờ mình ăn tiếp nha. Yeah.